Các bạn ơi, đây là con kỳ đà này. Chú đấy vào chữa bệnh chim ngắn. Chữa chim ngắn ăn vào dài ra 3 phần. Đây là con kỳ đà. Kỳ đà. To nhỉ. Con này 3 cân hơn mà. 3 cân hơn. 3 cân rưỡi. Ôi. Chứa chim cứng. Chứa chim cứng. Chim dài ra được 3 phân đấy. À. Thịt chắc ngon lắm ấy. Chim ngắn nhưng mà chưa dài ra được 3 phân. Chim ngắn chưa ra dài ra được 3 phân. Chim 15 phân phải ra được 18 phân. Cứ ăn vào ra được 3 phân. Ra được 8 phân. Và con này chứa đau đầu, xương khớp. Xương khớp. Chứa xương khớp con này. Dạ. Đau lưng, sức phần khớp bắt thứ. Anh con này đi, con kỳ đà nhá, con kỳ đà, con này chữa 6 nhá, được ba, con này nuôi từ nhà hay là đi lên rừng bắt hả chú? Lên rừng bắt đi, rừng bắt. Anh cứ lên có ba cân dưới nhưng sợ nó áo cùng trên chắc thì có khoảng ba cân hơn thì có ba cân hai sao? À con ở bờ sông bờ suối. Bờ suối ở khe đá. À. Nó ăn cái gì để bẫy nhỉ? Con này cái đầu bùi không cứng thì chúa tốt con này. À. Thằng ăn vào còn dài được cả mấy phân mà. Ăn vào dài ra mấy phân. Dài sắm rồi thì dài phải ra 5 phân. Ờ. Cái chưa dài được. Ăn vào thì hăng lắm ấy. Hăng mà. Cái này hăng mà. Cái này đảo phải mấy tiếng đúng không? Mấy tiếng. Con này 3 cân dưới. Ốc tu này mấy?
con này cắn nhiều cắn nhiều cắn hai cắn hạp á hạp á cắn chỉ đà tôi sao cắn phun tôi chất hạp quýnh Ông ấy ông nuôi sao này con nào đều đều đúng cân cái này nó để ăn ngon rồi anh ạ. Con này bao nhiêu tiền anh? Con này chửa nhé. Chửa. Bao nhiêu nuôi con này? Trứng thì trứng nhỏ lắm, không phải trứng to. Chưa bán được.